Hello cả nhà, lại là mưa bé bỏng đây. Không lòng xào dưa không lề mề xào giá nữa, nay chúng ta tiếp tục khám phá Ultra Zero Fight 2012 nhé. Tại nghĩa trang quái thú Ultraman Zero đang từ từ sải bước. Một lúc sau thì hành tinh đột nhiên xuất hiện động đất. Các con kaiju khổng lồ bắt đầu xuất hiện kêu gào và tấn công về phía Zero. Ơ kìa, hay nhỉ, nhân vật phụ lại thích gây sự với nhân vật chính mới tài. Thôi Ultraman Zero đành đóng vai người qua đường bón hành bọn nó vậy. Anh biến hình thành dạng Strong Corona Zero tẩn cho chúng một trận ra trò. Biến hình lần nữa thành Luna Miracle Zero nữa này. Chỉ sau vài đòn lũ nhân vật phụ đã hết vị. Anh không hiểu tại sao lũ kaiju này lại có thể sống lại. Từ phía sau một giọng nói cất lên, hắn chính là Gurashi đến từ hành tinh Bát. Zero hỏi mục đích hắn hồi sinh lũ quái vật, nhưng thay vì trả lời, hắn triệu hồi tứ thú sĩ địa ngục, Red King cổ dài nè, Bamstar, Ganberos, cuối cùng là Ganqui. Có vẻ hắn chuẩn bị bữa tiệc chào đón Ultraman Zero hơi hoành tráng thì phải. Nhưng Zero chỉ cười khinh, anh coi rằng bọn này còn không đủ tráng miệng, cứ tưởng kèo ngon ai ngờ kèo thối. Ultraman Zero bị Tector Gear phong ấn sức mạnh, mấy con kaiju thấy thế hò reo ăn mừng như đúng rồi. Red King phiên bản tay to mới lo được cho em lao vào đấm anh như bao cát. Gurashi tiết lộ các linh hồn quái thú bị đánh bại đã tích tụ nỗi oán giận vào Tector Gear này. Chúng sẽ giày vò Ultraman Zero trong đau đớn tột cùng. Nhưng xin lỗi, anh là nhân vật chính dễ gì mà anh từ bỏ. Ultraman vừa lao vô thì ăn húc cái vô đầu đau điếng. Sau vài đòn tấn công liên tục đã khiến anh gục ngã. Từ phía sau một con quái thú bé nhỏ đang lén lút quan sát. Gurashi thấy nó là một con thú nhỏ bé vô hại lên đã bỏ qua. Hắn bỏ qua nhưng Red King thì không. Nhưng nhân danh chính nghĩa Ultraman Zero không cho phép điều đó xảy ra. Anh che cho con thú bé nhỏ mặc kệ bị Red King đấm lưng liên tục từ sau. Sau vài câu thoại đầy tình yêu thương, Ultraman Zero đã được tác giả cho tháo Tector Gear khỏi người. Anh lao tới đánh cho Red King lên bờ xuống ruộng. Gurashi tuyên bố thử thách vòng 2 giờ mới bắt đầu. Một con quái vật mồm rộng xuất hiện. Ultraman Zero bị đưa vào thế giới ảo lúc nào không hay. Anh tự hỏi tại sao Ultraman Cosmos và Dyna lại trao cho anh sức mạnh. Vừa tỉnh dậy thì phát hiện con thú nhỏ bé đang đứng trước mặt mình. Anh phát hiện cơ thể mình đã bị thu nhỏ lúc nào không hay. Zero an ủi nó, anh sẽ sớm giúp nó ra khỏi đây. Anh bổ quả sẻ cho con quái thú nhỏ biết lý do anh tới đây. Trong người anh vẫn tồn tại một phần sức mạnh của Ultraman Cosmos cùng Ultraman Dyna. Vì muốn biết lý do anh được trao thứ sức mạnh khổng lồ đó, anh đã tới đây. Nghĩa trang quái thú cũng là nơi đầu tiên anh trở thành Ultraman. Đang chia sẻ giờ quay đầu lại thấy Gurashi giật hết cả mình. Hắn chĩa ngón tay ra đằng sau và nói rằng đó chính là đối thủ của anh. Đó chính là một phiên bản khác của Ultraman Zero. Không cần chào hỏi, hai bên lao vào tỉ thí luôn. Tên Ultraman Zero giả lúc ẩn lúc hiện không biết đâu mà lần. Hắn nói cho Zero biết đối thủ của anh chính là bản thân mình. Sau một hồi rơi vào ảo mộng, anh được quái thú nhỏ đánh thức. Một mình anh chém làm đôi hai tên giả mạo phía trước. Thì ra đó chính là pháp thuật của con quái vật Ganberos làm ra. Anh một đấm hạ gục con quái vật ba đầu ngay tức khắc. Gurashi tuyên bố trận chiến chưa kết thúc, vòng 3 chính thức bắt đầu. Vòng này cả hai con quái vật sẽ song kiếm hợp bích tấn công Ultraman Zero. Cứ tưởng đã chiến thắng nhưng đó lại là chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Hai con quái vật bị Ultraman Zero từ trong người lao ra vỡ tan tành. Nhưng Gurashi nói rằng mọi thứ đều theo kế hoạch của hắn. Bốn linh hồn của bốn con quái thú đã trong tay hắn. Hắn tuyên bố vòng cuối cùng đã đến, sau đó hấp thụ bốn linh hồn. Dưới sức mạnh khổng lồ, Ultraman Zero bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng anh không thể tha thứ việc tên khốn này hồi sinh lũ quái thú chỉ để mua vui cho mình được. Mặc dù anh có chống trả nhưng không đáng kể.
Sau vài đòn, Gurashi đã bón hành anh ngập mồm. Khi hắn chuẩn bị ra tay tiễn quái thú nhỏ về thiên đường thì Ultraman Zero kịp thời dịch chuyển nó đi. Tôn hành giả hành tôn hai phiên bản Ultraman Zero xuất hiện, gấp đôi canxi để làm gì? Tất nhiên là để đánh bại Gurashi. Đây chính là thứ sức mạnh anh được thừa hưởng từ Ultraman Cosmos và Dyna. Xin là xin vĩnh biệt Gurashi, hẹn gặp lại ở phim khác. Sau khi đánh bại tên khốn kia, anh tiếp tục dạo bước trên nghĩa trang quái thú. Bỗng nhiên có tiếng người vọng tới. Không ngờ là các thành viên Ultimate Force Zero đã có mặt ở đây. Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, Zero cho biết anh đã biết cách sử dụng thứ sức mạnh khổng lồ này. Đó cũng là lúc cả đội Ultimate Force Zero rời khỏi đây. Anh hẹn gặp lại chú thú bé nhỏ dịp khác, bye bye. Nhưng trận chiến vẫn còn đó. Tại một hành tinh xa lạ, trận chiến giữa Ultraman Zero cùng Gurashi đã được ghi lại. Những tên quái vật hành tinh Bát vui mừng vì đã thăm dò được sức mạnh của Zero. Bọn chúng chính là ngũ hắc vương. Bên này những con quái vật khổng lồ đang tàn phá mọi thứ nó đi qua. Nhân vật chính nghĩa sao có thể để im vậy được? Ultraman Zero lao tới đánh cho nó hiểu vấn đề luôn. Con quái vật bị đánh sợ qua liên chim cút cái rồi tính. Từ phía sau giọng của Mary xuất hiện. Cô đến thông báo cho anh biết đồng đội mình đang gặp nguy hiểm. Không ai khác đó chính là nhóm Ultimate Force Zero. Sau khi nghe tin, hai người bay hết tốc lực về phía đang xảy ra sự cố. Vừa đến nơi thì mọi người đã bị hóa đá mất tiêu. Có vẻ như cả hai người đã bị biến thành tượng đồng trong lúc đang chiến đấu. Ultraman Zero nhận ra có gì đó sai sai. Với sát khí đó, tất nhiên đây không phải mẹ Ultra. Thì ra tên khốn đó chính là một trong ngũ hắc vương. Hắn chính là Zeta địa ngục người Hyporid. Ultraman đang chửi hắn một trận ra trò thì phát hiện tay mình cũng bị hóa đồng. Năng lực của tên khốn này thật bị ổi. Tất cả những gì hắn chạm vào sẽ biến thành đồng hết. Đang chém gió tự tin thì ăn đấm phát vào mồm. Tay biến thành đồng, đấm càng đau ngóc quá đi. Ultraman Zero lao vào tấn công tên dị hợm ngay tức thì. Này thì hóa đồng đồng đội tao. Này thì đóng giả mẹ Ultra này. Sau khi hạ gục tên khốn, nhân vật phụ tay anh cũng đã trở lại bình thường. Cứ tưởng mọi thứ đã xong xuôi, tên người ngoài hành tinh khác đã chợt xuất hiện. Tên đầu dài này là Villanus tàn ác người Temperer. Bên cạnh đó là quái thú hung tàn Tyrant. Bọn chúng tự nhận mình là cặp đôi song sát huyền thoại. Mà giới thiệu khá là lề mề, Ultraman Zero liền lao vào tấn công. Một tên ôm một tên xịt lửa vào mông Ultraman Zero. Nóng trong người đã có Dr. Thành. Ultraman Zero thành công thoát khỏi thế gọng kìm. Ultraman Zero đang định tấn công thì một tên quái vật nữa xuất hiện. Tên này có khả năng dịch chuyển khá là điêu luyện. Thì ra không phải như vậy, mà đây chỉ là ảo ảnh của hắn tạo ra. Thực thể của hắn đang ở một hành tinh khác. Tên khốn đó mang một quả cầu tím ra cho anh xem. Bên trong là hình ảnh con quái thú nhỏ bé đã bị bắt cóc. Từ đó anh có thể biết tên khốn này đang ở nghĩa trang quái thú. Hắn nói sẽ chờ anh rồi từ từ biến mất. Ultraman Zero đang định đánh nhanh thắng nhanh thì thế quái nào một tên nữa lại xuất hiện? Hay là sau mình xuất hiện luôn một thể cho đỡ bất ngờ được không nhỉ? Bên cạnh đó là Deadlow vua rực lửa. Tên dị tật đang nói chính là Groken. Bốn đôi thông chặt hai cơ, bốn tên quái vật quay xung quanh Ultraman Zero. Nhưng với tính ngông cuồng của mình, Zero không hề sợ mà phang luôn. Có ý chí mạnh mẽ là chưa đủ, bởi quân số chúng quá đông và hung hãn. Đúng lúc này tác giả triệu tập đội Ultimate Force Zero vào giúp anh. Với một chiếc đầu bá cháy bọ chét là Grand Fire, khuôn mặt sáng loáng hiệp sĩ gương Miro Knight, bên cạnh đó là anh em Zingbot cùng với Zingnis. Bốn người quyết định sẽ quyết chiến với bốn tên người ngoài hành tinh, còn việc giải cứu bạn bè sẽ là trách nhiệm của Ultraman Zero. Hai bên bắt đầu khởi động tay chân cho đỡ giãn cơ. Tại nghĩa trang quái thú, con quái thú bé bỏng đang bị giam giữ. May mắn thay, Ultraman Zero đã kịp thời có mặt. Anh không thể tha thứ cho loại lấy to ăn hiếp bé này được. Tên ruồi nhặng này nhận mình là Sly ma thuật người Mephilas. Thôi ông bớt nói nhảm, lao vào choảng nhau liền. Không ngờ rằng cứ tưởng hắn chỉ ngoại hình xấu mà bên trong cũng không khá hơn là mấy. Tên khốn nhắm tới quái thú bé mà tấn công. Nhưng không dễ đâu bé ơi,
Ultraman Zero kịp thời lấy khiên che chở cho con thú bé nhỏ. Phía bên này đồng đội anh cũng đang chiến đấu không khoan nhượng. Quay trở lại Ultraman Zero quyết định kết thúc sớm tên dị hợm này thôi. Cứ tưởng hắn đã về chầu trời thì tiếng nói vọng ra từ phía sau. Hắn nói Zero đã có đủ tư cách để gặp hoàng đế. Vừa nói xong tên hoàng đế bất ngờ xuất hiện. Hắn ta chính là hoàng đế bóng tối Kaiser Darkness. Tất nhiên rồi lừa thôi, đó là Kaiser Belial, kẻ thù chuyển kiếp của Ultraman Zero. Giới thiệu chán chê rồi lao vào băm nhau thôi. Hắn ta đã hợp nhất với bộ giáp bóng tối, sức mạnh nâng lên một tầm cao mới. Tình hình có vẻ không ổn cho lắm nên Ultraman Zero quyết định biến dạng Ultimate Zero để chiến đấu với Belial. Sau nỗ lực của mình, anh đã đâm thành công vào người Belial. Cứ tưởng cuộc chiến đã ngã ngũ nhưng anh phát hiện đó là một chiếc giáp rỗng. Kaiser Belial đã thành công kiểm soát cơ thể Ultraman Zero. Hắn mở màn bằng cách tấn công Zinbot. Từ đằng sau một luồng khí đen ngòm xuất hiện, nó dần dần chiếm lấy cơ thể Ultraman Zero. Tiếng kêu thất thanh của anh đã vang vọng đến đồng đội. Người đứng trước mặt bọn họ không còn là Ultraman Zero mà họ biết nữa. Hắn tự nhận mình là Zero Darkness. Zinbot đỡ lấy đòn đó cho đồng đội đã khiến anh bị thương nghiêm trọng. Trước khi ngất đi, Zinbot chỉ có thể nói rằng mọi người hãy cẩn thận mà thôi. Zero Darkness khởi động đánh cho em vài cái vào người. Giờ đây hắn quyết định sẽ đi tàn phá mọi thứ. Hiệp sĩ Hương sẽ không để đội trưởng mình hắc hóa được. Anh ôm lấy Zero sưởi ấm cũng như mong rằng có thể cứu rỗi được trái tim ông bạn, như cách mà Ultraman Zero từng cứu anh khỏi Belial. Nhưng không hề dễ như vậy, Zero Dark đã một hít hạ gục anh. Ultraman Zero bên trong chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng. Năm tên người ngoài hành tinh đã có mặt đầy đủ. Bên cạnh đó, hiệp sĩ Hương chỉ nhắn nhủ vài câu cũng chìm vào cơn mê man bất tận. Jinhai bên này thì đang cố gắng thức tỉnh Ultraman Zero. Nhớ lại những gì đã trải qua, Jinhai khóc như mưa. Nhưng tên khốn kia không hề cảm động mà cắt đôi nỗi sầu anh luôn. Đồng đội đã gục ngã hoàn toàn, chỉ còn mỗi Glen Fry còn an toàn. Chứng kiến đồng đội gục ngã, sự tức giận trong anh tuôn trào dữ dội. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, Zero Darkness đã giáng cho anh một đòn chí mạng. Glen Fry từ từ gục xuống trước sự bất lực không thể làm gì. Ultraman Zero từ bên trong lệ rơi như mưa. Belial cho rằng chính anh đã hạ sát đồng đội của mình. Bây giờ thời khắc Belial chinh phục vũ trụ đã đến. Linh hồn đồng đội vẫn đang ở bên tiếp thêm sức mạnh cho anh. Quái vật nhỏ ra sức bảo vệ mọi người trước tên quái vật Belial. Zero Darkness không hề có ý định sẽ tha cho nó. Nhưng Ultraman Zero làm sao cho phép việc này xảy ra được cơ chứ? Anh vẫn chưa bỏ cuộc, tay nắm lấy tay Belial. Không phải tự nhiên Ultraman Zero là thiên địch của Belial hết lần này đến lần khác. Ultraman Zero tách tên khốn Kaiser Belial ra ngoài. Những uất ức anh phải chịu đã đến lúc trả cả gốc lẫn lãi. Anh biến thành dạng Sinning Ultraman Zero cũng là lúc trò chơi đi dần đến hồi kết. Trận chiến trong tâm hồn anh đã hoàn toàn chiến thắng. Cơ thể Zero Darkness thủng ra vô vàn tia hắc ám, cùng với đó Belial đã bị đào thải ra ngoài. Anh lấy sức mạnh của mình hồi sinh các đồng đội yêu dấu. Vì không có cơ thể để chú ngự lên, Belial liền tan biến theo mây khói. Sức mạnh đảo ngược thời gian của Ultraman Zero cực kỳ chuẩn chỉ, nhờ đó mà các đồng đội đã sống lại. Năm tên quái vật cũng biến mất ngay sau đó. Chiến thắng này không hề dễ dàng, nhưng nó lại khẳng định cho mọi người biết ai mới là khắc chế cứng của Belial nhé, haha.
Phần phim tới đây là hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai. Cả nhà nhớ bình luận cũng như đánh giá phim giúp Mưa nhé.